Sao là bạn công an Tuấn Trường rồi. Mình mời xem các bạn xem hiện nay tại sao một số bạn bảo không nghe. À, con chào chú Bằng. Ừ, được đấy, ok, rồi. Dạ, chào chú Bằng, chào những mấy anh em mà diễn đàn trên Facebook và mấy anh mấy chị nghe trường mà cái đám lũ mà bao que ra. Tại đám mà quen nãy chỗ đây không có thích nó. Tại vì con nói chú á là mở mà lực đặc khu kinh tế ra, tiếng nghĩa sao không là hội nhập trong đất nước, trong phát triển trong đất nước, trong lĩnh vực cho chúng ta. Rồi. Bây giờ Rồi, cảm ơn các bạn nghe rõ rồi. bây giờ là con mà hỏi chú nè, ví dụ đi con là người Nhật, chú là người Việt Nam. Bây giờ đã chú có là 10 công ruộng đi. Chú muốn mà cái ở không không? Chú muốn ở không phải không? Con vô là con muốn là 10 công ruộng của chú. Đó là con với chú là hợp tác là trong giấy tờ là bao nhiêu năm? Ví dụ là 70 năm Đúng rồi. hay là 99 năm. Mà trong khi đó nếu mà con có đem vô mà cái vũ đem vô đất của chú á là đem vô là cái vũ khí gì đi có vấn đề gì á chú sẽ tịch thu cái món đồ đó của con, chú sẽ hủy hợp đồng Đúng con, rồi. chú sẽ phạt con đó. Không phải là mở Rồi. đặc khu kinh tế vô là Rồi, cảm ơn. đem vũ khí vô, không phải là đem là những cái gì vô, mở mở lực đặc khu kinh tế này ra là phát triển cho đất nước, cho mạnh lên đó. Không phải như mà mấy bạn như mà nghe những mấy tội mà ba tội cờ ba sọc đỏ đâu, nó hiện giờ nó đang xuyên đạt lại đất nước chúng ta, như chúng ta phải đoàn kết lại đánh cho cái lũ này phải là cho nó tan ra mới được. Còn hỏi chú đúng không, chú vụ đi con hợp đồng chú nếu mà con mà đem vô những cái vũ khí gì chú là gặp con được chú sẽ là phạt con là chú đúng không, chú sẽ là tịch thu Đúng rồi. đồ con lại đó. Trong vòng chín năm hay là 70 năm là cái đó không thành vấn đề, như mày phải đem vô đất nước chứ đâu, nhưng mày phải là làm cho đất nước tao là phải là kinh tế mạnh mẽ rồi phát triển đó. Đâu phải mình tự nhiên mà mở được đặc khu kinh tế ra tự nhiên phải mà đem mà người này đem người qua đâu để con để cháu đâu. Ủa cái này là người ta mở đặc khu kinh tế ra, cái này đâu phải mà tự nhiên mà đem tự nhiên mở lực đặt khu ra tự nhiên đem con qua rồi bên bản đẻ hả, bên bản có xây mà nhà mà cái nhà mà bệnh xong hay là có xây nhà bệnh viện mà chỗ mà phụ sản xong mà thay đẻ rồi bên bệnh đó. Mở là đặt khu kinh tế ra tự nhiên là phát triển cho đất nước cho ông là hội nhập kinh doanh, ví dụ là cảng hàng không nhiên độ hay là công ty nhà máy đó. Công ty nhà máy cho những mấy người là đang thiếu công ăn việc làm cho họ được xin vô việc làm trong ở trong đó nữa, đâu phải tại Tôi nói với mở là chú, nói với cháu nhé, với tất cả các bạn, một đất nước nào đúng không cũng cũng không đảm bảo những cái công ăn việc làm cho mọi người đúng không? Ví dụ kể cả đất nước Mỹ như thế, cũng có những người người ta sang các nước khác người ta làm ăn, sang Canada hoặc sang các cái nước khác người ta làm ăn, cho nên cái vấn đề công ăn việc làm của các nước là rất quan trọng. Cho nên vừa rồi ông tổng thống Trump ấy mới nói là bây giờ hiện nay các công ty của Mỹ hiện nay đang đầu tư nước ngoài nên kéo về ở trong nước để mà đầu tư, để mà xây dựng, để mà tạo công ăn việc làm cho những người dân ở cái nước sở tại. Thế cho nên là tất cả các bạn cũng đều hiểu, ví dụ như mình lập cái đặc khu kinh tế ra, ví dụ như mọi người cũng nói rất là nhiều rồi, chứ không phải là để cho riêng Trung Quốc đúng không thuê, mà coi như là cho tất cả các nước đúng không bình đẳng như nhau, rồi thuê từ Tây, từ Mỹ Tây Tàu, Châu Phi, Châu Mỹ, cứ thằng nào có những điều kiện mà nó thỏa mãn những yêu cầu của đặc khu kinh tế này thì người ta vào cho thuê, mà tùy từng những dự án nó như thế nào đúng không. Ví dụ dự án này cần phải có cho thuê lâu thì được xét duyệt của cái chính phủ Việt Nam thì người ta thuê lâu, còn những cái dự án nào không cần thiết cho thuê lâu thì mình xét duyệt, mình cho thuê cái thời hạn ngắn thôi đúng không? Cho nên là bọn nó cứ gắn ghép những cái vấn đề coi như là cho tàu thuê ở đây đúng không. Cho nên các bạn cũng đều biết rằng tôi đã đưa ra một cái thông tin, hiện nay nó có 254 những nhà đầu tư nước ngoài định đầu tư vào ba cái đặc khu kinh tế, chưa có một cái doanh nghiệp nào của Trung Quốc nhé. Tôi nói với tất cả các bạn như thế đúng không. Cho nên là những chương trình khác thì tôi đã phân tích cho các bạn thấy là hiện nay những ở khu đặc khu kinh tế cần những cái doanh nghiệp nó như thế nào,
thì Trung Quốc thì là cái khả năng cạnh tranh của những doanh nghiệp Trung Quốc thì lại không bằng những doanh nghiệp của Nhật Bản, Nam Chỉ, Tôi Tiên hoặc là Đức hoặc là Mỹ, Úc nọ kia tất cả các thứ. Đấy, cho nên các bạn yên tâm là muốn kinh tế phát triển thì nói chung là mình phải mở ra những đặc khu kinh tế đấy để mà ví dụ tạo công ăn việc làm này, nữa tạo cái tức là cái những cái khu đặc khu kinh tế đấy, người ta tức là nếu mà sau này nó rất phát triển thì nó sẽ là làm động lực cho những cái tức là những vùng khác của cái đất nước Việt Nam mình phát triển theo. Vâng, rồi chú mời cháu. Dạ đúng rồi chú. Đây để còn phản biện lại cho mà thằng mà Nguyễn là Phú Trọng nè Phú Trọng nè, tao nói mày nghe thầy cái lúc đó, đó thì chúng mày á Việt Nam Cộng Hòa mà đúng không? Sao tụi bay nếu mà tụi bay nếu mà muốn mạnh miệng thì tại tại sao tụi bay không có mà ở lại quê hương đi, tụi bay đi trốn bên Mỹ làm gì? Hiện giờ tụi bay sổ anh em đi đúng không? Lúc đó hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa chúng mày á là bị tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đó đi qua bên Trung Quốc hay đâu á là một thì cho đó, nói chung đại diện nghe lại lịch sử là con nắm rõ thông tin là không biết có đúng hay không, nhưng tổng thống Nguyễn Thiệu qua bển gặp Chu Ân Lai đó là giao lại là Hoàng Sa Trường Sa, nhưng á cái lính tội cái lính mà Việt Nam mà Cộng Hòa tụi mày á như á bị là đứng trên đầu Nguyễn, cái thằng ngu Nguyễn Phú Trọng này đã bảo là cái luật đất đai của Việt Nam hiện nay chưa có bán đất cho một cái tư nhân nào có quốc tịch nước ngoài, chưa cần nói phải nói là cái doanh nghiệp đúng không? Cái luật của Việt Nam, luật đất đai 2013 hoặc cái luật dự luật đặc khu kinh tế vừa rồi định là đưa ra Quốc hội thông qua, mày đọc xem đã có cái gọi là chỗ là bán đất chưa? Cái từ bán tức là cái quyền sử dụng khác nhé, mày phải hiểu một điều như này, cái quyền sử dụng khác và cái quyền coi như là sở hữu khác, sở hữu nó khác sử dụng đấy, cho nên là nó cũng như là một cái nhà anh thôi đúng không? Anh có quyền sở hữu khác mà anh đi thuê thì nó lại hoàn toàn khác. Đây nè con, đây là con nói chú nè, trong Quốc hội nhà nước ta có khi nào có ghi mà có lực thơ cho Trung Quốc thơ 99 năm không? Chú đem ra chú kê xem giùm con. Không bao giờ Trung Quốc hội nói là cho Trung Quốc thơ 99 năm. Cái này là kêu gọi những cái nước là những trong các quốc gia là đầu tư vào Việt Nam là mở là lực đặc khu kinh tế ra. Nó kêu gọi là các nước trong khu vực trên lãnh thổ là gần 120 quốc gia là đầu tư vào Việt Nam. Đó. Chú có coi mà những mà cái diễn đàn những mà cấp cao mà APEC mà chỗ cái Đà Nẵng không, diễn đàn cấp cao APEC đó là trong qua thì sau những mấy tháng tới trong này là sẽ mở là lực đặc khu kinh tế ra trong là Quan Đồn, Bắc Phong và khu Bắc đó. Đâu phải mà tự nhiên mà mở lực đặc khu kinh tế hả? Nghĩ sao mà mày muốn nói cho ba quay biết như này, mày chưa đọc bây giờ tôi nói cho ba quay này nha, thôi không mày tao nữa. Bây giờ bạn có muốn bạn lên trên Google bạn search là dự luật đặc khu kinh tế ở Việt Nam ấy, tôi nói bạn cái dự luật đấy nhá, ví dụ như là tôi cũng tải cái dự luật đấy về cái trang nhà của tôi rồi, nhưng mà bạn lấy tay bạn vẩy ấy, cái thuộc dạng cái iPhone Plus của tôi vẩy lấy tay vẩy trong vòng 5 phút chưa hết cái dự luật đấy. Tôi nói các bạn thế, từng điều khoản rất là kỹ càng đúng không? Nhưng mà thôi, tôi chỉ đọc những cái về cơ bản về cái cho thuê đất như nào hoặc cái về hành chính như nào, về quân sự nào, Việt Nam quản lý ra sao. Đúng, nó có một cái luật rất là kỹ càng. Bạn cứ làm như mà đất nước nó như là một cái gia đình nhỏ của bạn. Rồi bây giờ ví dụ luật đưa ra là không bán, nhưng mà nhỡ cái sau này bán thì sao? Nói thế thôi, các bạn là trẻ trâu đúng không? Trẻ trâu đừng vào trong này bình luận. Đây là con nói chú nào. Đây là con nói chú nào. Chữ như mà đúng trong thời sau bán sau thề á thào phải ký hả? Bạn đâu bạn nói bạn tăng dương bô xít Tây Nguyên thì có ảnh hưởng gì không? Đấy hiện nay cái bô xít Tây Nguyên nhé đúng không? Hiện nay Trung Quốc đang hợp tác với tập đoàn than khoáng sản Việt Nam khai thác đúng không? Như tôi nói với bạn một cái thông tin bô xít Tây Nguyên này, đầu tiên người ta dự định là 5 năm là sẽ lỗ, vì giai đoạn đầu người ta khấu khao nọ kia 5 năm lỗ, nhưng vừa rồi nhé sau 3 năm hiện nay từ những năm thứ tư trở nên đã có lãi. Tôi nói với riêng cái tập đoàn Bùi Sĩ Thanh Nguyên rồi là các bạn đầu tiên cũng phản đối cũng thế này thế khác, nhưng mà các bạn là bảo là ui giờ hiện nay có 30.000 trẻ con lai ở trên đấy nọ ở trên Tây Nguyên, lại xin mời các bạn lên trong vùng Bùi Sĩ Thanh Nguyên xem có con lai Trung Quốc là không đấy, cho nên các bạn cái gì các bạn xuyên tạc được đấy. Bây giờ Bùi Sĩ Thanh Nguyên đấy đúng không, rồi là một số bạn nói là bảo ui giờ công trình mà tàu đầu tư vào đây là toàn có những cái công trình hư hỏng với lại là đội vốn nọ kia. Tôi xin lỗi các bạn nhé, các bạn có biết cái công trình ở tại thành phố Hồ Chí Minh mà hiện nay đã đưa vào sử dụng rất là tốt là cái công trình Dương Lộc, cái kênh Dương Lộc Thị Nghè đấy các bạn ấy. Đấy là do
cái công trình đấy do Trung Quốc làm chủ đầu tư. Các bạn hãy đi dọc theo hai bờ đường Hoàng Sa, Trường Sa mà từ Thị Nghè cho nên tận đến Tân Bình, các bạn thấy không, hai bên bờ sông đẹp không? Đấy là cái công trình đấy do Trung Quốc đầu tư. Đấy, tôi nói các bạn, tôi ở đây tôi nói không phải bên Trung Quốc, nhưng mà nói chung là tất cả các nước đầu tư Việt Nam cũng có cái công trình nọ, công trình kia, đúng không? Mình không thể nào nói mạnh được một điều gì được. Đấy, tôi chứng minh cho các bạn biết như thế. Rồi, xin mời chào. Đây, đây nè, con hỏi chú nè, hiện bây giờ là nó đang hận Trung Quốc, nó đang ghét Trung Quốc đúng không? Hiện bây giờ bên Mỹ đó, tại sao có mà đại sứ quán Trung Quốc đó, tại sao mày không có biểu tình đi? Nó vậy mới ngon. Nếu mà nói ra là bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, chống Trung Quốc, hiện giờ bên Trung Quốc bên bển là có đại sứ quán đó, tại tại sao mày không đại đẳng mày biểu tình đi, đuổi vậy chung vậy, vậy là mấy kiếm cơm, mấy kiếm cơm mà cái ăn được. Mở miệng ra nói bảo vệ quê hương, bảo vệ yêu thương đất nước, tao thấy mày đâu yêu đâu. Lên đây đồ bay tối ngày sủi chửi về dân Việt Nam rồi chửi về quê hương không mà nó tụi bay yêu gì, tụi bay là cái lũ mà cái mà cái mà đám này cái một đám, cái đám mà ở trong rừng đó, nó ra mày một bầy á mà nó chuyện gì đó, cái đám bao quay tụi mày á thiệt. Nói chú nè, con với chú những anh em chính diễn này như này, chúng ta phải đoàn kết mạnh ra lên chống lại những lợi, những mà luận điệu xuyên tạc của bọn này. Đúng, lũ chó cộng sản Việt Nam ấy bảo giải phóng dân tộc, đúng là giải phóng dân tộc đúng không, bảo xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, là xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đúng. Đừng nghe những lời cộng sản nói nó ở chỗ đấy đấy, đúng không. Lũ chó Việt Nam Cộng Hòa chúng mày, coi như chế độ Ngụy Sài Gòn chúng mày có làm việc gì cho cái đất nước này mà bây giờ sang Mỹ rồi im mẹ mồm đi 43 năm rồi sủ về đây đây là con hỏi chú này. Nhưng mấy ngày qua con coi diễn đàn chú với những diễn đàn mấy anh em chị em kia mà con thấy bức xúc. Con nói xong con sẽ có lên mà một ngày lên á, con sẽ là diễn đàn của mấy thằng bảo quen, con sẽ là quất nó mới được. Hiện bây giờ con gặp con chú rồi con cũng cảm ơn chú luôn á. Thiệt. Nói chung đây nè. An Quy này, mấy cái thằng mà coi như là già dỗi hơi bên kia chúng nó mà xin phép được biểu tình trước cổng đại sứ quán nào mà chẳng bị biểu tình, đúng không? Mẹ dỗi hơi bên chúng nó bị... Ngu nhất là những cái người mà Việt kiều ấy ở bên kia, ví dụ là cứ cho tiền chúng nó đến, ví dụ cứ cho tiền bọn nó bây giờ đi biểu tình đó kia tất cả thứ, đúng không? Cho bà con làm lụng cũng khổ sở được đồng, cuối cùng chúng nó lại đến coi xin 5, 10 đồng, 20 đồng để chúng nó mới gom góp vào, chúng mấy ông già khệnh khạng đi biểu tình đại sứ quán Trung Quốc, đúng không? Quá nhục nhã. Tôi nói xin lỗi các bạn, không biết những tộc người ở bên Mỹ ấy, nó nhìn vào những cái tộc người có Việt Nam ở bên kia như thế nào, cứ thỉnh thoảng dạy dạng đi biểu tình cầm ba cái vờ cờ vàng, coi như đã chết cách đây 43 năm đi rồi, coi như đi hết đại sứ quán Mỹ rồi đến đại sứ quán Trung Quốc đến đại sứ quán Việt Nam, bọn nó nhìn như con khinh thường cho mình sống mình sao phải có lòng tự trọng. Đây là bây hiện bây giờ đó là cái lá cờ của tụi mày, hiện bây giờ cờ bạch sọc mày có ai mà cái công nhận không hả, hay là tự bay là hô hào lên, là hay là bây giờ hô hào lên cái độ bay treo cờ hoài, nhưng á trên đất nước này không ai mà cái là công nhận những lá cờ ba chục của mày hết. Bây giờ mà thứ mà tế mà con chó mà gặp tụi mày còn chạy còn bỏ chạy còn lấy mà lao chùi cho con chó nó thiệt luôn á. Thầy bố bây giờ, thầy bố bây giờ thầy khác cái công đại rồi, gọi bằng là 4.0 rồi đó. Đâu phải nhiều tụi mày lúc đó đồ bay sống hiện bây giờ nữa đâu đó. Nói chung á con có bà cô bên Mỹ nghe không chú Bằng, lúc mà biểu tình á, qua ngày sau tới 2-3 ngày bà nói cái đám bà quan bệnh á nó đi khuyên góp người, những người đó là bà già ông già luôn nữa, xin từng điều xin từng đồng mình cắt á, đi khuyên góp chung trong mà ngõ ngách á, rồi trên trên thành phố á gặp ai cũng như là khuyên góp, bóp nói là khuyên góp là kêu gửi tiền về đây là cứu trợ miền Trung, cứu trợ miền Bắc. Thằng bà quay này cộng sản dã man đánh dân, tôi nói nhá, nếu mà dân ở bên bên bọn mà vào bên bên kia mà làm những điều như thế nhá, Mỹ nói chung nó còn hiền hơn, nó không giống cộng sản đúng không, nó bắn luôn chứ nó không phải nó đánh. Rồi thôi bây giờ cháu ơi, bây giờ này hiện nay có một cái bạn Khải Định ấy, thì các bạn cũng xin rất là nhiều lần rồi, thì là bây giờ là cho bạn nó lên đi chú, dạ 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 con xuống. Dạ. Rồi rất cảm ơn cháu lên tham gia chương trình cùng chú nhé. Dạ dạ rồi. Dạ dạ rồi chúng con dạ.